Cô chào mừng các em đến với tiết học môn giáo dục công dân lớp 9. Và trong tuần trước, cô và các em đã cùng nhau đi vào tìm hiểu nội dung bài 17, Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Vậy chúng ta thấy rằng, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc đó là một việc làm tuân theo hiến pháp và pháp luật, đồng thời thể hiện được truyền thống, đạo đức của dân tộc ta, đó chính là truyền thống yêu nước. Vậy làm thế nào để trở thành một người sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? Thì ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài 18, Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Và hiện nay chúng ta đã đang thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bác khi nói đến vấn đề đạo đức thì bác có nói rằng trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, và người thì có bốn đức cần kiệm liêm chính. Hay bác còn nói rằng là người có tài mà không có đức thì là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Đó chính là tầm quan trọng của đạo đức đối với mỗi con người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sống có đạo đức. Bên cạnh đó, chúng ta thấy rằng là một công dân trong xã hội thì chúng ta phải tuân theo pháp luật, những quy định của nhà nước để trở thành một người công dân có ích cho đất nước, cho xã hội. Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những nội dung chính sau đây. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào phần đặt vấn đề. Phần thứ hai, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần nội dung bài học. Trong nội dung bài học, chúng ta đi tìm hiểu bốn nội dung chính. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu thế nào là sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu cái mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. Thứ ba, chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Và thứ tư, chúng ta đi tìm hiểu trách nhiệm của thanh niên, học sinh để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của nội dung bài học ngày hôm nay, đó chính là phần đặt vấn đề. Trong phần đặt vấn đề sách giáo khoa trang 66, 67, phần này thì các em đọc trước ở nhà. Trong phần đặt vấn đề thì có một câu hỏi chúng ta cần giải quyết. Đó là em hãy cho biết những chi tiết nào thể hiện anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Thì các em đã đọc trước, suy nghĩ và trả lời, và cô sẽ đưa ra cái phần đáp án cho câu hỏi này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những chi tiết thể hiện anh hùng Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức. Đó là anh đã biết chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người, như là bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên về trình độ, về đạo đức, về ý thức pháp luật, kỷ luật. Thứ hai là xây dựng nơi ăn ở, nơi làm việc, nơi học hành và tăng cường các hoạt động vui chơi giải trí nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Anh đã lấy lợi ích của công ty, của xã hội, của những người lao động trong công ty là mục tiêu sống và hoạt động, giải quyết tốt được cái mối quan hệ giữa lợi ích của bản thân và luôn luôn đặt cái lợi ích của công ty, lợi ích của người lao động lên trên. Tiếp theo, những chi tiết thể hiện anh Nguyễn Hải Thoại là người làm việc theo pháp luật, đó là anh luôn hoàn thành đúng quy định về nộp thuế, đóng bảo hiểm lao động, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, kỷ luật lao động, đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm lao động, phản đối đấu tranh với những hiện tượng làm ăn phi pháp, tiêu cực trong xây dựng và sản xuất như là tham nhũng, trốn thuế, lậu thuế, đánh cắp, đánh tráo nguyên vật liệu trong xây dựng. Thì câu hỏi đặt thứ hai đặt ra cho chúng ta đó là động cơ nào thôi thúc anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát triển tổng công ty xây dựng Thăng Long? Và dựa vào đặt vấn đề, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi này. Động cơ thôi thúc anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát triển công ty xây dựng Thăng Long đó là làm sao để phát triển tổng công ty
ngang tầm với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Anh luôn tâm niệm làm người quản lý phải có tâm và làm theo đúng pháp luật. Vậy động cơ đó biểu hiện những phẩm chất gì của anh? Chúng ta thấy rằng là gì? Động cơ đó đã biểu hiện được phẩm chất, đạo đức và ý thức tuân theo pháp luật của anh. Câu hỏi tiếp theo, vậy sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại đã đem lại lợi ích gì cho chính bản thân, gia đình và xã hội? Thì chúng ta thấy từ những việc làm mà mang cái tính nhân văn, từ những cái việc làm mang tính đạo đức của anh và những cái việc tuân theo pháp luật thì đã đem lại những cái lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó là bản thân thì anh đã được nhà nước tặng danh hiệu là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Còn về tổng công ty thì ngày càng được mở rộng, uy tín công ty thì ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần người lao động thì ngày càng được cải thiện, góp phần vào sự phát triển của đất nước và xã hội. Vậy từ phần đặt vấn đề, chúng ta có thể rút ra nội dung bài học để đi tìm hiểu khái niệm thế nào là sống có đạo đức và thế nào là tuân theo pháp luật. Vậy thì sống có đạo đức được định nghĩa đó là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Thứ hai, tuân theo pháp luật là sống và hành động theo các quy định của pháp luật. Phần này là định nghĩa nên các em ghi bài vào trong vở. Và sau đây các em quan sát một số cái hình ảnh cụ thể chứng minh cho sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Đầu tiên chúng ta quan sát cái hình ảnh biểu hiện lối sống có đạo đức. Hình ảnh đầu tiên chúng ta quan sát, đây chính là hình ảnh thể hiện cái sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Hình ảnh thứ hai, đó nói về lối sống đạo đức đó là hiếu học, ham học hỏi, siêng năng, học tập. Hình ảnh thứ ba là chúng ta thấy đây là hình ảnh là chia sẻ, yêu thương con người. Đó cũng là một trong những cái truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Và hình ảnh cuối cùng đó chính là cái truyền thống lối sống đạo đức tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, biết ơn đến những thầy, cô giáo, người đã dạy dỗ và giáo dục cho các thế hệ học sinh nên người trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhưng bên cạnh đó, trong cuộc sống vẫn còn những cái biểu hiện của lối sống trái đạo đức mà chúng ta cần phải phê phán, lên án. Đây là hình ảnh người con bất hiếu đối với mẹ mình khi cha mẹ về già. Hình ảnh thứ hai, đây chính là hình ảnh những bạn học sinh mà có cái lối sống đua đòi, theo uống rượu bia. Hình ảnh tiếp theo đó là hình ảnh học sinh vô lễ với giáo viên, đi trái lại với truyền thống đạo đức tôn sư trọng đạo. Hay là hình ảnh cuối cùng đó là những cái hình ảnh gian lận, tiêu cực trong thi cử, thiếu trung thực mà hiện nay chúng ta vẫn thấy tồn tại trong một bộ phận nhỏ các bạn học sinh, sinh viên. Tiếp theo chúng ta quan sát những cái hình ảnh tuân theo pháp luật. Hình ảnh đầu tiên, đây là hình ảnh các bạn học sinh thực hiện những cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đó là đội nón bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Hình ảnh thứ hai, đây là một cái sân chơi, một cái hội thi để cho học sinh tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và nâng cao cái nhận thức hiểu biết của mình về pháp luật và thực hiện tốt luật an toàn giao thông.
Hình ảnh thứ ba là một cái sân chơi hoạt động ngoại khóa nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và để nâng cao thêm cái ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên. Và hình ảnh cuối cùng là đó là hình ảnh một bạn học sinh đã biết trả lại của rơi là cho người bị mất và đã đưa trả lại cái nhặt được của rơi và em đã đưa đến cái cơ quan công an để giao nộp. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lên án, phê phán những cái việc làm, hành vi trái pháp luật vẫn còn tồn tại trong xã hội chúng ta hiện nay. Đó là hình ảnh học sinh cố tình vi phạm giao thông khi mà sử dụng xe đạp điện tham gia giao thông nhưng không đội nón bảo hiểm. Hình ảnh tiếp theo đó là hình ảnh bạo lực học đường. Thì đây cũng là một cái hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến thân thể, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người khác. Hình ảnh tiếp theo là học sinh sử dụng các cái chất kích thích, các cái chất ma túy, ví dụ như là si sa, cỏ mỹ vân vân. Đây là những chất cấm và đây là những hành vi vi phạm pháp luật mà chúng ta cần phê phán và lên án. Vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần khái niệm sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Thì chúng ta thấy rằng là giữa đạo đức và pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vậy mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật đó là gì? Thì chúng ta tìm hiểu sang phần 2 nhỏ của nội dung bài học, đó là mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. Các em cùng quan sát trên slide chiếu và chúng ta đọc thông tin. Một tình huống cô đưa ra là vào khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2018, trên đường đi học về, khi đến gần nhà thì Lâm nhặt được một túi ni lông màu đen. Em tò mò mở ra xem thì phát hiện bên trong có 30 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Lâm đứng tại chỗ để chờ người đánh rơi đến nhận lại. Và khi nhặt được tiền thì em nghĩ rằng số tiền này là của người dân, phải rất vất vả mới có được nên phải trả lại. Khi em chờ khoảng 30 phút thì thấy ông Nguyễn Tâm Thăng, trưởng thôn Đại Hòa, cùng người thân đang đi dò hỏi tìm người dân sống ở hai bên đường để tìm lại số tiền đã đánh mất. Thấy vậy nên em gọi ông Thăng lại và trả cho ông ấy. Thì các em quan sát đây chính là hình ảnh mà em Trần Thị Tùng Lâm ở Hà Tĩnh đã được nhận giấy khen tuyên dương về cái việc làm của mình. Vậy chúng ta thấy rằng đây là một việc làm thể hiện một phẩm chất đạo đức, đó chính là trung thực, không tham lam và biết trả lại của rơi cho người đánh mất. Và chúng ta thấy đây là một việc làm không chỉ thể hiện là sống có đạo đức mà còn thể hiện đó là tuân theo pháp luật. Tức là theo Điều 230 Bộ Luật Dân sự năm 2015, xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên, thì người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó. Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Vậy thì trong cái câu chuyện cô muốn đưa lên cho các em để chúng ta thấy rằng đây là một cái tấm gương sáng về đạo đức. Bởi vì gia đình của em Trần Thị Tùng Lâm cũng là một gia đình hết sức khó khăn. Tuy nhiên em có một cái tấm lòng trung thực và không có tham lam, biết trả lại của rơi cho người đánh mất. Và đồng thời chúng ta thấy rằng đây là một việc làm vừa thể hiện lối sống đạo đức, vừa thể hiện là tuân theo pháp luật. Đó là phát hiện được tài sản đánh rơi thì đã biết trả lại cho người mất. Vậy thì chúng ta thấy là giữa đạo đức và pháp luật thì có một cái mối quan hệ
với nhau. Đó chính là sống có đạo đức là phải tuân theo pháp luật, và ngược lại, việc sống tuân theo pháp luật cũng là thực hiện theo một số giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội. Thì phần này chính là khái niệm mà các em ghi vào mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. Và cô lấy một ví dụ khác để chứng minh cho các em rằng là gì? Việc sống tuân theo pháp luật cũng là thực hiện theo một số giá trị chuẩn mực đạo đức của xã hội. Cô lấy ví dụ như là khi chúng ta tham gia giao thông, chúng ta tuân theo cái luật giao thông đường bộ, và khi chúng ta tham gia giao thông, chúng ta tuân thủ theo cái luật an toàn giao thông. Ví dụ như chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta sẽ dừng xe lại khi mà gặp đèn đỏ chẳng hạn, thì việc làm đó thể hiện là chúng ta tuân theo pháp luật, đồng thời thể hiện giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội, đó là chúng ta là một người sống có kỷ luật. Vậy sống có đạo đức và tuân theo pháp luật đem lại ý nghĩa gì cho mỗi cá nhân và toàn xã hội? Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần tiếp theo. Trong phần này thì cô và các em sẽ đi giải quyết một câu hỏi sau đây. Em hãy cho biết gia đình nào trong tình huống sau đây là gia đình hạnh phúc tiến bộ? Thứ nhất, gia đình bà A có một đứa con trai nên bà rất cưng chiều con. Mặc dù đang tuổi cấp sách đến trường nhưng cậu con trai đã nghỉ học, nghiện ma túy, suốt ngày đua xe, trộm cắp, thậm chí đánh đập bố mẹ để có tiền chích. Gia đình thứ hai là gia đình bà N có hai con trai. Hai con của bà nhiều năm liền là học sinh giỏi. Ngoài giờ học, hai cậu con trai dành thời gian để giúp đỡ gia đình lao động. Gia đình bà luôn gương mẫu trong việc thực hiện trật tự, an ninh tại khu dân cư. Qua tình huống về hai gia đình của bà A và gia đình của bà N thì chúng ta có thể dễ dàng đưa ra đáp án. Đó chính là gia đình bà N là gia đình hạnh phúc tiến bộ. Bởi vì trong gia đình bà N thì hai con của bà đều sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Hai con của bà thì siêng năng học tập, chăm chỉ trong lao động, biết yêu thương giúp đỡ gia đình, và gia đình bà luôn gương mẫu trong việc thực hiện trật tự an ninh tại khu dân cư sinh sống. Vậy thì chúng ta thấy bên cạnh đó thì gia đình bà A do rất là cưng chiều con cho nên con của bà đã nghỉ học, lười biếng và sa vào tệ nạn xã hội, đó là ma túy, đua xe, trộm cắp và thậm chí là bất hiếu, đánh đập bố mẹ để có tiền hút chích, thì gia đình đó không thể hạnh phúc được, mà những hành vi vi phạm pháp luật của con bà A trở thành cái gánh nặng cho đất nước, cho xã hội. Do đó chúng ta thấy rằng là ý nghĩa chúng ta có thể rút ra của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật, đó chính là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để con người phát triển tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, được mọi người kính trọng, là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc và thúc đẩy xã hội phát triển. Và nội dung này thì các em ghi bài vào vở. Và chúng ta thấy rằng ai cũng mong muốn được sống trong một xã hội hòa bình, trong một xã hội văn minh và tiến bộ. Và để đạt được điều đó thì mỗi con người trong xã hội phải có ý thức chấp hành pháp luật và sống có đạo đức để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Vậy học sinh cần làm gì để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? Thì cô có thể đưa ra phần gợi ý cho các em, đó chính là các em phải siêng năng, kiên trì, học tập tốt. Thứ hai đó là phải rèn luyện phẩm chất đạo đức. Thứ ba đó là phải tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường, của cơ quan. Tiếp theo đó là phải chấp hành pháp luật của nhà nước và các cái chính sách của đảng
của nhà nước đưa ra vân vân. Ngoài ra các em có thể bổ sung thêm những cái việc làm cụ thể của bản thân mình để có thể trở thành những người sống có đạo đức và tuân theo pháp luật bằng những việc làm cụ thể. Vậy thì trách nhiệm của thanh niên học sinh để sống có đạo đức và tuân theo pháp luật đó chính là cần thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá hành vi của bản thân trong việc sống có đạo đức và tự giác tuân theo pháp luật. Chúng ta thường xuyên kiểm tra hành vi, đánh giá hành vi của mình là đúng hay sai. Và nếu như hành vi của mình sai thì chúng ta phải biết nhận lỗi, biết sửa chữa khuyết điểm của mình, biết tự đánh giá hành vi của mình và luôn luôn điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các giá trị đạo đức của xã hội, cũng như phải tự giác tuân theo pháp luật, kỷ luật, từ những cái việc đơn giản nhất, từ những cái việc nhỏ nhất, ví dụ như các em tuân thủ kỷ luật của nhà trường, ví dụ như việc các em đi học đúng giờ, các em tuân thủ về nội quy trường học, về trang phục, các em tuân thủ về những cái quy định của nhà trường và tuân thủ những cái quy định theo pháp luật như là phải thường xuyên bảo vệ môi trường, thường xuyên chúng ta chấp hành tốt luật giao thông vân vân. Vậy qua bài học này thì cô có thể củng cố cái nội dung bài học cho các em với bốn nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, chúng ta phải nhớ được thế nào là sống có đạo đức và thế nào là tuân theo pháp luật. Thứ hai, chúng ta phải biết được mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật. Thứ ba, chúng ta biết được ý nghĩa của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. Và cuối cùng, chúng ta biết được trách nhiệm của thanh niên, học sinh hay là chính bản thân mình phải làm sao để sống có đạo đức, tuân theo pháp luật, trở thành những con người tốt, những con người có ích cho xã hội, cho đất nước. Sau bài học này thì cô có một số dặn dò cho các em. Thứ nhất là các em ghi bài đầy đủ vào vở ghi môn giáo dục công dân. Thứ hai là các em học thuộc nội dung bài học. Thứ ba, các em chụp hình nội dung bài học các em đã chép vào vở và nộp cho cô qua trang mạng học sinh.vn. Và việc các em chụp hình nội dung bài học và nộp cho cô, điều đó cũng thể hiện được là các em là người là sống có đạo đức, thể hiện những cái phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ví dụ như là siêng năng, trung thực, kiên trì, cần mẫn, cẩn thận, vân vân. Và cô chúc cho các em học tốt. Xin chào các em.